Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Video hôm nay của chúng tôi sẽ cực kỳ đặc biệt khi thay vì 1, 2, chúng tôi có tới 5 chiếc đồng hồ ở trên bàn đây. Mọi người thấy điểm chung rất là dễ nhận ra đúng không? 5 chiếc đồng hồ này thiết kế gần giống nhau với tông màu vàng và đen. Vâng, 5 chiếc đồng hồ này đến từ thương hiệu Grassroots Original. Và đây là 5 chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập kỷ niệm 500 năm thành lập thị trấn Grassroots. Vâng, thì tôi sẽ nói qua một chút về cái thị trấn này. Thị trấn Grassroots được thành lập vào năm 1506. Tới năm 2006 thì đã được 500 năm. Và đây có thể coi là cái nôi của đồng hồ nước Đức, là quê hương của rất nhiều thương hiệu nổi tiếng như là Erlang&Zuhner, Grassroots Original, Nomos và rất nhiều thương hiệu khác nữa. Đây là bộ sưu tập Panomatic của thương hiệu Grassroots Original. Vâng, thì các bạn thấy một số điểm chung có thể dễ nhận biết, đó là cái thiết kế vỏ vàng hồng, đường kính 39,4mm, đây là cả sấu khóa bướm vàng hồng, và một số thiết kế mặt số và rotor có rất nhiều điểm chung. Vâng, như các bạn có thể thấy ở đây, bộ đồng hồ trên tay của tôi thì có bộ vỏ vàng, mặt số này được sử dụng kim alpha, mặt số giờ và phút thì được chia thành hai nửa. Nửa trên thì được trang trí bởi những đường vân ghi lót, nửa dưới thì được trang trí bởi những đường vân tia nắng. Vâng, thì cái thiết kế này được áp dụng chung cho tất cả 5 mẫu đồng hồ trong bộ sưu tập. Bộ sưu tập này được sản xuất với số lượng 50 chiếc. Và tất cả 5 mẫu đồng hồ trên tay tôi đây thì đều là con số 27/50. Vâng, những chiếc đồng hồ này sẽ chỉ đi theo bộ và không đi riêng lẻ với chiếc nào cả. Điểm thứ hai được sử dụng chung trên tất cả những mẫu đồng hồ đó chính là cửa sổ lịch ngày kích thước lớn, và được sử dụng đến 2 đĩa ngày, một đĩa chỉ hàng chục, một đĩa chỉ hàng đơn vị. Điểm thứ ba chúng ta có thể thấy sử dụng chung trên tất cả mẫu đó bộ khóa bướm và có khắc tên thương hiệu Grassroots Original. Điểm thứ tư đó chính là núm chỉnh giờ với logo Grassroots Original là hai chữ G dựa lưng vào nhau ở đây. Và điểm cuối cùng chúng ta có thể nhận thấy ở mặt sau đó chính là rotor. Vâng, cả 5 bộ máy này đều là bộ máy tự động, nhưng mà mỗi bộ máy thì lại có một cơ chế khác nhau và một tính năng khác nhau. Nhưng điểm chung đó chính là 5 bộ máy này đều sử dụng rotor làm bằng vàng 21K và có dòng chữ, đây là tiếng Đức nên tôi không phát âm chắc chắn lắm, nhưng tôi sẽ dịch nó là 500 năm Grassroots, kỷ niệm 500 năm thành phố Grassroots được thành lập. Vâng, trên bàn thì có tới 5 mẫu đồng hồ, nhưng mà tôi sẽ để theo nhóm và phân tích theo nhóm để các bạn có thể dễ phân biệt hơn. Tôi sẽ chia những mẫu đồng hồ thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm 3 chiếc đồng hồ đầu tiên đây. Nhóm thứ hai là chiếc tourbillon đây, và nhóm thứ ba là chiếc chronograph này. Vâng, thì tôi sẽ nói qua về cái nhóm đầu tiên. Nếu xét về thiết kế trên mặt số thì nhóm đầu tiên có thiết kế rất là giống nhau. Cửa sổ giờ phút đặt lệch sang bên trái, kim dây nhỏ ở dưới, một mặt số phụ để chỉ tính năng, nhưng mà mỗi đồng hồ sẽ có tính năng khác nhau. Cửa sổ chỉ ngày lớn được đặt ở góc 5 giờ. Chiếc đồng hồ đầu tiên trên tay tôi đó là chiếc Panomatic Reserve, có khả năng hiển thị thời lượng cót. Đây là một tính năng cực kỳ hữu dụng với những mẫu đồng hồ cơ học. Và bạn có thể biết là khi nào hết cót, có thể lên dây cót cách chủ động hơn. Về độ hoàn thiện thì có thể so sánh là 5 mẫu đồng hồ gần giống nhau. Và tôi sẽ lướt qua chiếc này. Chiếc thứ hai trên tay tôi thì có tính năng lịch tuần trăng. Các bạn có thể thấy lịch tuần trăng ở nhiều góc 2 giờ đây. Cũng cửa sổ ngày lớn, và cũng mặt số chỉ giờ phút đặt lệch và kim dây nhỏ ở dưới. Mẫu đồng hồ này thì có tên là Panomatic Lunar. Lunar đó chính là mặt trăng, chỉ lịch tuần trăng. Và mẫu đồng hồ tiếp theo thì nó sẽ phức tạp hơn một chút với tính năng GMT, chỉ giờ múi giờ thứ hai ở đây. Bạn có thể chỉnh giờ GMT qua hai nút bấm đây. Nút này nhảy nhanh 1 giờ, nút này sẽ lùi lại 1 giờ. Với hai nút bấm này thì bạn có thể sử dụng giờ GMT theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ bạn không là một người di chuyển nhiều thì có thể dùng cái cửa sổ này như là một cái kim 24 giờ để biết là đây là 10 giờ sáng hay là 10 giờ tối. Còn nếu bạn có một người thân sinh sống ở một đất nước khác, ở múi giờ khác, các bạn có thể sử dụng múi giờ địa phương, múi giờ chúng ta đang ở thì là bên này. Còn cái kim bên này sẽ là tương ứng với múi giờ của người thân đang ở đâu đó. Vâng, lý do tại sao mà tôi lại nhóm 3 cái mẫu đồng hồ đầu tiên
và thành một nhóm. Rất là đơn giản, do thiết kế bộ máy và thiết kế mã số thì gần giống nhau. Tất nhiên bên trong bộ máy thì mỗi mẫu đồng hồ sẽ có khác biệt riêng, nhưng mà tôi sẽ không nói quá chi tiết ở đây mà tôi chỉ nói qua thôi. Vâng, bộ máy này thì các bạn thấy rất là quen thuộc. Cái thiết kế cầu nối 3/4 này thì đặc trưng của những thương hiệu Đức và nổi tiếng nhất đó là Erlang & Söhne. Bên cạnh cái thiết kế cầu nối 3/4 đó là cầu nối bánh xe cân bằng đây. Cầu nối bánh xe cân bằng thì được chạm khắc rất là đẹp và được thậm chí được mạ vàng những cái đường nét chạm khắc đó. Cầu nối 3/4 này và cầu nối bánh xe cân bằng được chạm khắc đó chính là những đặc điểm rất dễ nhận biết của chiếc đồng hồ Đức. Đây có thể được coi là đặc điểm riêng biệt của đồng hồ Đức và không lẫn đi đâu được. Còn chiếc đồng hồ tiếp theo mà tôi được nhắc tới đó chính là chiếc đồng hồ Panomatic Tourbillon. Vâng, cái tên này thì dễ hiểu rồi đúng không? Bạn có thể thấy lồng tourbillon ở đây. Nhưng mà lồng tourbillon này thì có hơi đặc biệt một chút, vì đây là flying tourbillon thay vì tourbillon thông thường. Phân biệt giữa hai cái này thì cũng khá dễ thôi. Flying tourbillon thì sẽ không có cầu nối ở trên để cố định cái lồng tourbillon này, thì có cảm giác như là cái kim này, cả cái lồng này đang bay trên mặt số vậy. Đó chính là lý do mà xuất hiện cái tên flying tourbillon. Những lồng tourbillon khác thì sẽ có cầu nối cố định phía trên giúp vững chắc hơn. Đó là tourbillon thông thường. Vâng, mặt số thì chúng ta vẫn được hoàn thiện với những đường nét quen thuộc, chia thành hai nửa ở đây. Nửa trên là vân inox, nửa dưới là vân ánh tia nắng. Cửa sổ ngày thay vì đặt góc 4 giờ thì lần này đặt thẳng góc 3 giờ. Vẫn cửa sổ ngày lớn như thế. Vâng, không có quá nhiều thay đổi. Và chúng ta cùng quan sát bộ máy chiếc đồng hồ này. Bộ máy chiếc đồng hồ này đáng tiếc là qua kim đáo chúng ta không thể thấy một cái gì cả. Tất cả đây được cố định bởi cầu nối. Về phong cách kín đáo như thế này thì tôi sẽ không nói quá nhiều về độ hoàn thiện bộ máy, nhưng thực ra là vẫn rất đẹp. Bạn có thể thấy những cái đường vân xoáy tròn đây và rotor được khoét sâu vào trong cái bộ máy. Và đặc biệt trên này các bạn có thể thấy dòng chữ là 46 Joule, là 46 chân kính. Và bên này quan trọng hơn này, True Diamond, hai bên kim cương. Có nghĩa là thay vì dùng chân kính như là đá sapphire tổng hợp như những mẫu đồng hồ thường thấy, thì mẫu đồng hồ này sử dụng tới hai bên kim cương có tác dụng như chân kính. Một viên thì tôi có thể thấy rõ ràng nó nằm ở trên lồng tourbillon, còn một viên khác thì đáng tiếc là tôi chưa phát hiện ra nó nằm ở đâu cả. Chúng ta vẫn có thể thấy thiết kế rotor quen thuộc với hình mặt trời, và trên đó là dòng chữ kỷ niệm 500 năm thành lập thành phố Glashut. Và đây cuối cùng là chiếc đồng hồ chronograph. Vâng, tên của nó là Panomatic Chrono. Mẫu đồng hồ này thiết kế khá đặc biệt. Khi mặt số chronograph được đặt riêng ở trên này ở góc 12 giờ và nó được đặt nổi lên trên, đè lên tất cả những mặt số khác. Thiết kế này thì tạo hiệu ứng 3 chiều khá là đẹp mắt, nhưng mà thực sự thì tôi không khoái lắm. Bởi vì cái thiết kế này nó sẽ đè lên mặt số khác, nên đôi lúc những cái kim như này, kim bên trong này bạn sẽ không thấy được, nó bị khuất về mặt số rồi. Thì đó là điểm trừ mà tôi không thích thiết kế này. Mặt số này được thiết kế cực kỳ đối xứng. Khi bên này là cửa sổ chỉ này kích thước lớn này, thì bên này là tên thương hiệu Glashut Original. Hai mặt số nhỏ nhỏ thì cũng được thiết kế đối xứng với nhau. Bạn có thể thấy một điểm đặc biệt, đó chính là kim chronograph chỉ phút này, mốc ban đầu của nó không phải ở hướng 12 giờ mà nó lệch sang hướng 10 giờ. Và lý do đơn giản bởi vì cái góc 12 giờ này thì nó bị chắn ở cái mặt số này rồi. Nếu để đây thì không ai nhìn thấy được, nên phải để qua góc này thì người ta dễ nhìn hơn. Còn một điểm đặc biệt khác là trên chiếc đồng hồ này mà tôi muốn nói tới, đó chính là tính năng flyback chronograph. Tính năng này thì có gì khác với tính năng chronograph thông thường? Thì đây tôi sẽ thử cho các bạn thấy. Chúng ta bấm cái nút khởi động, và nút khởi động này cũng được đặt ngược với cả những mẫu chronograph thông thường. Thường thì khởi động sẽ là nút 2 giờ, bây giờ thì phải ấn nút 4 giờ khởi động tính năng chronograph. Vâng, thông thường thì bạn sẽ phải ấn cái nút này một lần nữa để dừng, và sau đó ấn cái nút còn lại để khởi động lại đúng không?
Nhưng mà đây là Live Action Wrap nên các bạn thể thực hiện khác hơn một chút. Đây, ví dụ bạn đang ghi giờ như này mà bạn muốn lập tức ghi lại mốc giờ mới thì làm thế nào? Chỉ cần ấn nút này thôi. Đấy, ấn lại và nó vẫn chạy tiếp. Đó là sự khác biệt giữa chronograph thông thường và flyback chronograph. Tính năng này cũng được thể hiện khá rõ ràng qua cơ chế máy lộ bên trong. Vâng, trong 5 mẫu đồng hồ thì mẫu chronograph này được thiết kế sexy nhất, được hở nhiều nhất. Tất cả những cơ chế chronograph được khoe ra, có lẽ dễ dàng thấy ở đây không ngang bởi vì cái bánh răng nó sẽ di chuyển ngang vào cái bánh răng chronograph. Và đây là bánh xe cột. Khi bạn ấn nút chronograph thì bánh xe cột sẽ quay. Khi ấn nút reset thì bạn sẽ thấy một cái lẫy nó đẩy cái bánh răng chronograph về vị trí ban đầu. Đó là sự đặc biệt của tính năng flyback. Chính cái tính năng này thì cũng làm cho kim chronograph khi di chuyển về nó hơi khác thường một chút. Tôi sẽ minh chứng qua hai mẫu đồng hồ khác nhau. Và những mẫu đồng hồ đầu tiên của chúng ta, Mograph Suit này, cái kim chronograph sẽ di chuyển hơi chậm về vị trí ban đầu một chút. Nhưng đây tôi có mẫu một đồng hồ khác, mẫu đồng hồ Eterna. Mẫu đồng hồ này thì khi chúng ta bấm nút reset, bạn có thể thấy là kim bật về rất là mạnh. Đó là sự khác biệt dễ nhận thấy giữa flyback chronograph và chronograph thông thường. Vâng, trên đây là video ngắn giới thiệu 5 chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập kỷ niệm 500 năm thành lập thành phố Glassfoot của thương hiệu Glassfoot Original. Do thời lượng thì có hạn mà đồng hồ thì có quá nhiều nên tôi sẽ xin phép là không phân tích chi tiết từng chiếc đồng hồ một mà chỉ nói điểm đặc biệt của từng chiếc đồng hồ mà thôi. Và để biết thêm chi tiết về từng mẫu đồng hồ này, các bạn hãy truy cập vào gia bảo luxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại.